Hôm nay giới thiệu với anh em đồ cassette của Tech, mã là 1050. Thì 1050 với 1030 nó giống nhau, nhưng 1030 thì nó màu vàng sẫm. Nó giống như bộ nó theo cái form của con CD Tech 7, Tech 10. Đấy, còn con này nó theo form của con 7 Tech cassette deck của 7000, 8000, 9000 đấy. Máy đời tầm trung nên là cũng được trang bị đầu từ Canon 3Hz. Làm dề không mồi, tôi chỉ cần ấn vào táp xược này, này táp xược, đấy là chúng ta có thể là làm dề rồi. Con này thì nó không có gì nhiều cái chức năng, nó chỉ có vài chức năng cơ bản, thí dụ như là có đôi bài B, đôi bài C này, lọc này, rồi record này, ghi đấy, xong làm táp xược, và này là chỉ đếm thôi. Cái phần bias để thu băng ấy thì em đã căn chỉnh để ở giữa đấy, thì nếu mà ai mà muốn điều chép thì vặn về phía tay trái. Cái phần thu thì thu làm sao băng đến cộng 2 là đẹp nhất đấy, thế thôi, chứ nó không có gì là cao cao sao cao siêu cả. Máy thì nó phay nhôm vàng, trong cái tầm trung thì bày đẹp, nghe con này thì chất âm nó cũng chi tiết, nó sáng sủa. Đấy, ai thích âm mà nói chung là nghe sâu 75 hợp. Bây giờ em sẽ làm cái trò này, bởi vì selector thì em để ở trên 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 trên, trên kho chưa lấy xuống được. Em sẽ làm đầu tiên là tín hiệu từ qua từ con DA Pioneer HS7 này qua con này, sau đó lên con này đi vào âm ly. Thì em sẽ mượn đường nguồn của con này và thu, là hai con đều thu. Sau khi thu xong thì em sẽ phát lại con này, còn con này em sẽ phát luôn và táp xược để mọi người so sánh, còn con này em phát sẽ phát lại. Đấy, cái chương trình là như thế. Đấy, thì bây giờ là để xược này, có lia đi này. Đây, bây giờ đang mượn xược của con này nhá, thì làm táp con này là đang thu luôn này, con này cũng đang thu nhưng mình không để tín hiệu băng mà để tín hiệu nguồn để thu cho con này chuẩn. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Đây. Đấy, thu táp sửa đấy. Đây, táp này. Đây, táp này. Sửa này, sửa nguồn đấy, băng này, nguồn này, băng này. Đấy, con dưới để nguồn để cho tín hiệu nó chuẩn vào đây, tí nữa mình sẽ phát lại. Đấy, để phân so sánh. Đấy. Máy về với tình trạng thì đẹp. Không chảy xước gì cả. Đây, cái chỗ này là em lau chưa kỹ. Đấy, về lau là kỹ là ngon. Đấy, không chảy chật gì cả. Rồi chọn đời còn nhớ tín hiệu từ dưới này lên trên con này ra lên này. Đấy. Nói chung là tầm tầm tiền đến thời điểm giờ tầm tiền mà nói chung là ít mà đẹp, nghe cũng được, thì con này nó cũng là một ứng cử viên. Là tình đầu tình rực rỡ, tình trong dĩ vãng nhạt nhòa. Vào mùa trăng đó, nàng trăng đôi mới đẹp như giấc mơ. Đây nha, bây giờ mình sẽ tắt con này đi thì là nó sẽ mất luôn. Đấy, nó sẽ không thu nữa. Mình sẽ tua lại con này để mình nghe thử nha.
hay phết đấy, không phải là lởm khởm đâu. Chàng người tình lỡ là tình đầu tình rực rỡ, tình trong dĩ vãng nhạt nhòa. Đấy, thế bây giờ mình sẽ phát lại con này và mình sẽ mượn cái sược của con này, tín hiệu từ con này vào con này và ra âm ly, thì mượn sược con này để phát lại con này. Trăng đó. Đấy, nói chung là ngon bổ rẻ thì em thấy con này là hợp lý. Đây, máy còn rất đẹp. Rồi. Từ từ còn mới nào. Xin chào anh em.